cho vui, hát xong cái mọi người đẹp tự nhiên không cần make up thì em cũng đâu make up đâu, tại vì em thấy nó tái quá xong em đánh sương sương vậy đó. Hello, cảm ơn Henry, cảm ơn Khánh Duy. Hello gái xinh, xin nhu. Mình làm team cân bắp gì? Anh Bao đánh ok không? Level bao nhiêu rồi? Level bao nhiêu rồi? Em rủ Fiza đánh kìa. Thay áo chi? Áo trắng nó dơ rồi. Mọi người thấy không? Nguyên một ngày đó ở nhà không à, đâu có được ra đường đâu. Em ra đường thì cũng thay. Cảm ơn Henry. Nó cũng hơi mà cứ đòi hỏi. Thôi. Em 2K. Hai ca chia. Gì? 2K thiệt mà. Đừng có khùng. Đang mới 2K thôi, chưa được 18 tuổi đó. Idol 38 tuổi. Lá này đúng cà khịa luôn, nó mốt đặt tên là cà khịa nha. Lừa tình. Idol 38 hay là user 38 hả? User. User nói đi. User 38 đúng không? Chắc là không được trẻ, xong rồi ganh tị chứ gì. Đồ cà khịa. Idol rất là mê xe. User mới 28 hả? No, đừng có xạo. Tụi em giùm coi coi. Đâu có thấy tuổi đâu, 36 tuổi rồi kìa. Ủa, 36 là level 36 hả? Không biết, nhưng mà chắc là gì đó. Yeah. 36. 28 tuổi hả? 28 tuổi trẻ quá à. 28 tuổi là mới sinh năm 9X, 9, 91, 91, 90 gì đó. Ê. Hút cỡ. Wow. Thì ra là vậy. 202. Chúng tim đen. Bài hát kìa. À, em cũng không biết nữa, nó đang tới bài này. Bài này em không biết. Lupin. Hello. Khịa đó. À đúng rồi, trong này có cái bài 2002, hay quá. Thank you, nhật ký. Thank you, oppa. Chan Chamita. Phải với Liên. À, thì ra là đặt tên lá là có lý do đúng không? Em hả? Em hay like tầm 7 giờ rưỡi tối tới 9 giờ tối. Em ở Sài Gòn. Chứ giờ em đâu biết làm gì đâu. Em thích nghe nhạc mà. Em ở Sài Gòn. Em ở Bình Thạnh nha anh. Ok, nói ít làm nhiều.
Hen. Em like sau nha. Ok. Facebook hả? Ngọc Minh Suka. Anh cứ lên anh tìm Ngọc Minh Suka là nó sẽ ra em. Shizuka đó, Ngọc Minh Suka thôi. Tìm được rồi. Hay quá.